Xin chào quý thầy cô và các bạn đang theo dõi video. Mình là Cường, đại diện cho nhóm 2, giới thiệu về sản phẩm kỹ thuật của chúng mình, đó là thiết bị hỗ trợ sản xuất phân xanh. Thực trạng vấn đề sau đây là một số nguyên do nhóm 2 đã thiết kế sản phẩm. Thứ nhất, hiện tại giá cả của mọi thứ đều trở nên đắt đỏ hơn. Thứ hai, nhiều hộ gia đình vẫn còn đang lãng phí nguồn thực phẩm thừa trong nhà bếp. Thứ ba, phân bón hóa học gây hại cho sức khỏe, không chỉ cho con người mà còn cho các loài vật. Thứ tư và cũng như là quan trọng nhất, đó chính là vấn đề về môi trường. Nhận thấy những điều này, nhóm 2 đã đưa ra giải pháp, đó là cần phải thiết kế một thiết bị tận dụng nguồn rau thừa để sản xuất phân xanh. Mục tiêu, nhóm muốn tạo ra một sản phẩm có giá trị kinh tế, góp phần giúp bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần sản xuất ra thực phẩm an toàn đối với người tiêu dùng. Đối tượng sử dụng với yêu cầu sử dụng đó là hộ gia đình vừa và nhỏ, giá thành không quá cao, sử dụng bền lâu, máy không quá lớn, vừa đủ cho số lượng rác thải hữu cơ của mỗi gia đình. Yêu cầu kỹ thuật mà nhóm đưa ra có một số điều như sau: thứ nhất, trộn rác hữu cơ đều; thứ hai, trộn định kỳ 10 ngày một lần; độ ẩm hỗn hợp là khoảng 50%, giúp phân không quá ướt cũng như không quá bón cục. Sau 1 tháng sẽ cho ra được thành phẩm, thùng phải kín, giảm tối đa mùi thoát ra ngoài gây khó chịu cho người sử dụng. Trộn đều hạn chế việc rác bị kẹt. Cơ sở sinh học mà thiết bị dựa trên đó chính là ủ sinh học. Các loại rác hữu cơ rất dễ dàng bị các vi sinh vật nhỏ bé phân giải. Ủ sinh học rác thải hữu cơ giúp hạn chế tối đa mùi hôi thối, đồng thời giúp tạo ra dưỡng chất cho cây trồng hấp thu dễ dàng. Cách làm ủ sinh học rác thải hữu cơ phù hợp với các nguồn rác thải nhỏ của hộ gia đình và đang được sử dụng phổ biến rộng rãi. Tận dụng rác thải hữu cơ xử lý bảo vệ môi trường, vừa tạo ra được nguồn phân bón hữu hiệu cho cây trồng. Đi kèm với đó là một số lợi ích như sau: phân hữu cơ cung cấp dinh dưỡng cho cây, phân hữu cơ an toàn cho môi trường đất, giúp các vi sinh vật có lợi trong đất phát triển tốt hơn, phân bón hữu cơ thân thiện với môi trường, phân bón hữu cơ không có chất độc hại cho cây và con người. Nguồn nguyên liệu cũng rất dễ kiếm từ thùng rác nhà bếp như túi lọc trà, mụn cưa, vụn rau củ quả sống, rau củ quả thối, vỏ trái cây tươi, bã cà phê, bã trà. Về mô tả máy, máy có hình dạng là hình trụ, được ủ, có thể sử dụng ủ và trộn các rác hữu cơ từ nhà bếp. Cấu trúc của máy như sau. Đây là bản vẽ của máy. Như mọi người có thể thấy, đây chính là hình chiếu bằng của máy, đây là hình chiếu đứng và đây là hình chiếu cạnh. Tiếp theo là thông số kỹ thuật của máy. Về nguyên lý hoạt động của máy, máy có động cơ đẩy ở hai bên giúp máy hoạt động luân phiên. Nguyên liệu có thể được trộn đều liên tục. Máy có các bánh răng và lưỡi cắt giúp trộn cắt nguyên liệu một cách dễ dàng. Tốc độ của động cơ được đặt ở mức vừa phải, tiết kiệm điện năng và thu được sản phẩm chất lượng tốt, lên men đều. Mặt trên của máy có thể tháo dỡ để vệ sinh sau khi thu hoạch sản phẩm. Tiềm năng của thiết bị. Nguyên liệu rẻ, quen thuộc, dễ kiếm, góp phần tránh lãng phí lương thực, giảm thiểu rác thải và chi phí xử lý rác thải, giữ môi trường xanh sạch đẹp. Ngoài ra còn giúp tăng thêm thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, tạo ra nguồn phân bón sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao sức khỏe người dùng. Tiềm năng kinh tế, nguồn nguyên liệu giá rẻ và dễ kiếm, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người sản xuất. Thời điểm mà mọi người bắt đầu chú ý hơn về vấn đề gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sống xanh, vì thế sản phẩm xuất hiện sẽ được lòng người tiêu dùng, thị hiếu sẽ cao, không yêu cầu nhiều nhân công, đảm bảo chi phí sản xuất thấp nhưng vẫn không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Thị trường cũng khá lớn, phù hợp với hộ gia đình có vườn và ở vừa và nhỏ. Đây là một số nguồn tài liệu mà nhóm đã tham khảo. Đến đây thì phần giới thiệu sản phẩm của nhóm mình đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Nếu thấy hay, hãy bấm nút like để ủng hộ nhóm mình. Nếu có phần nào mà mọi người cảm thấy chưa ổn, hãy để lại bình luận ở phần dưới giúp và tụi mình sẽ khắc phục. Tụi mình rất cảm ơn những ý kiến đóng góp như vậy. Xin chào mọi người.